Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted. Restless dreams, I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm của cặp loa kiểm âm phòng thu đến từ Mỹ với cặp Jimena 4430 Studio Monitor. Với đoạn nhạc quen thuộc, chúng ta có thể thấy được rằng với chất âm khò khè và gài góc thể hiện tê tái đến từng hơi thở của ca sĩ trên cặp loa kiểm âm phòng thu có cấu hình khủng long nặng tới 1 tạ 2 với thiết kế bát siêu trầm 40 và từ 22 côn 100 cũng như quả kèn tai voi được mệnh danh là voi bản đôn trên cặp loa có cấu hình khủng trước máy quay. Với đoạn nhạc kế tiếp, xin mời quý vị cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài đoạn nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh. Chúng ta ai có tai phone, xin mời anh em cùng mang tai phone lại và chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những cặp loa có uy lực mạnh mẽ cho những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông. Phong cách chơi đa thể loại nhạc từ nhạc vàng tiết tấu chậm rãi mộc mạc cho tới bolero hay trữ tình, thể hiện chất âm chi tiết và tới những đoạn nhạc như tôi chuẩn bị review cho anh em tham khảo thì chúng ta sẽ thấy được rằng đây là những cặp loa có uy lực vô cùng mạnh mẽ với tiếng trầm xuống sâu thẳm và mạnh như sấm. Xin mời anh em cùng mang tai phone và cùng thưởng thức. Cheers.
chúng ta có thể thấy được sự thể hiện phê đến từng nốt nhạc. Ai có tai phone thì quý vị đã thấy rõ được chất âm của cặp loa kiểm âm phòng thu này. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình chi tiết trước máy quay. Sở hữu với chiều cao lên tới 1m cho cặp JBL4430 Studio Monitor, những model ra cuối cùng của hãng mới và đẹp xuất sắc. Sở hữu với cấu hình thùng gỗ nặng cao 1m, ngang 55 và sâu 40, nặng tới 120kg và công suất trung bình ở ngưỡng 600W. Được mệnh danh là voi bản đôn với hai quả kèn siêu khủng, được thiết kế theo hình vòm cong của mỗi cánh trái và cánh phải cho phép âm thanh đi từ quả họng kèn khủng này ra. Thì chúng ta thấy được rằng như những tiếng gõ của nhạc cụ cũng như là chất âm gai góc của cặp loa kiểm âm phòng thu đến từ Mỹ hoàn toàn xứng đáng tới từ đồng tiền bát gạo. Ngoài sự thể hiện sang trọng của phần hình thức ra, điều quan trọng chúng ta lưu ý rằng với chất âm được thiết kế theo các chiều đó, quý vị thấy rằng trên và dưới của nó lượn theo hình vòm cong khác, và cánh trái và cánh phải thì theo hình vòm cong khác, nó cong hơn rất là nhiều. Và ngược lại phía bên hông của nó thì còn có hộp và được cộng âm đó, phía bên hông của hai cái kèn khủng này, với củ từ của nó to như cái phích cho quả kèn này. Model của kèn 2421A, dòng đắt giá và nổi tiếng nhất hãng. Phần bên dưới là một bát siêu trầm, đường kính 40cm như anh em đang được ngắm nhìn trước máy quay. Bát 40 gân cao su, xương đúc từ 22 côn 100, hai ống hơi lớn thở về phía mặt trước, mang lại cho uy lực của giải trầm mạnh vô địch ở phân khúc bát súp 40. Như vậy quý vị có thể thấy được rằng cặp loa kiểm âm phòng thu do người Mỹ thiết kế và được tính toán thu âm trong các phòng thu âm lớn, thể hiện chất âm. Chúng ta có thể thấy được rằng nó rất là chi tiết, rất là mềm mại, rất là ngọt ngào, kèm theo uy lực của giải trầm với tiếng bát xuống sâu thẳm và uy lực mạnh mẽ. Phần ngoại thất chúng ta thấy được rằng với phần thùng gỗ lạng rất là đẹp và trang trí mặt trước gồm logo của JBL cũng như hai cái volume điều chỉnh một trung âm và một check cho cặp loa này. Đó, anh em ngắm nhìn đi ạ, nó rất là chi tiết và rất là đẹp. Phần tần của nó thì cực khủng, nó như một là một con âm ly phía bên trong thùng loa. Đó, được thiết kế xuất âm biến thế, bởi vậy nó nọc ba giải âm thanh cực kỳ là chi tiết. Phần phối ghép cho những model này thì cực kỳ là đơn giản. Tôi lưu ý với quý vị rằng như tôi đang ghép thì quý vị cứ nhìn cấu hình cái tổ máy ở đây thì chắc chắn quý vị đã thấy cấu hình gì rồi ạ. Sở hữu với cấu hình phong cách chơi các thể loại nhạc cho model 4430 Studio Monitor, từ nhạc vàng, nhạc bolero hay nhạc trữ tình, nó thể hiện rất là ngọt ngào và chi tiết, chúng ta không bàn luận. Và với những thể loại nhạc tiết tấu nhanh, chắc chắn ai có tai phone quý vị có thể thấy được tiếng trầm của nó rất là khủng khiếp. Và đây cũng là những model kết hợp karaoke phòng khách thì nó là quá tuyệt vời. Tiếng mic của nó và tiếng bass của nó thì quý vị chơi mấy cặp bốt 6 lên 1 series 3 thì không địch được nó đâu ạ. Nó rất là lớn và rất là uy lực cho những không gian phòng khách lớn tới hàng trăm mét vuông, chẳng phải tốn thêm một xu đầu tư súp và trầm. Đó. Mà trong khi phân khúc tầm giá thì những cặp loa ra cuối cùng, mà tôi lưu ý với quý vị rằng bắt đầu ra model này thì nó kéo dài tới mười mấy năm sau khi bỏ mẫu, thì những cặp loa cuối cùng quý vị sẽ nhìn thấy nó đẹp như thế này. Ngồi gần loa thì còn đang thơm phức mùi gỗ. Sự thể hiện xứng đáng tới từ đồng tiền bát gạo cho cặp loa khủng long nặng một tạ 2 chiếc máy quay ở phân khúc dưới 60 triệu đồng. Quý vị thấy được rằng xứng tầm, hoàn toàn không bàn luận về cấu hình cũng như chất âm. Và ở tầm giá này, ai có điều kiện thì chúng ta nên chơi. Đây là sự góp ý chân thành. Để so sánh thì hoàn toàn khó có cặp loa ở phân khúc tầm giá có thể so đọ được 4430 model ra cuối cùng Studio Monitor cho cặp loa trước máy quay. Xin chân thành cảm ơn.